máu chảy thành sông. Những cảnh giết người hàng loạt rất dã man diễn ra khắp nơi bằng vô vàn cách giết người chẳng khác nào thời Trung Cổ. Bắn người tập thể, cắt cổ, dùng dao búa xẻng đập đầu, xé trẻ em làm hai hoặc nắm hai chân đập đầu vào gốc cây, vách tường, bờ đất hay quẳng lên không rồi giương lưỡi lê đâm loài ruột. Đối với phụ nữ, chúng bắt lột quần áo, hãm hiếp tập thể, xẻo vú, dùng cây tầm vông, cọc trăm bầu, cán búa, thọc hoặc nhét đá, đất, lá cây vào cửa mình. Chỉ trong 11 ngày đêm chiếm đóng, 3.157 người dân Ba Chúc đã bị Pol Pot, bọn khát máu áo đen sát hại bằng những hình thức vô cùng man dại. Nó đạp, con cũng nít cao mới có 2-3 tuổi đạp nát đầu con. Cái nhà đó đó bị trôn nhà. Chúng nó đốt nhà, bị đâm người ta, đâm chết hết nhiều lắm. Bị chết người ta cháy trong nhà đó nữa. Cháy một nhà 3-4 người, 4-5 người. Hai cánh quân Pol Pot luồn sâu vào Ba Chúc, một cánh đánh chiếm xã An Lập phía nam Ba Chúc, một cánh đánh chiếm ấp An Bình nhằm khóa đường thoát nạn của dân chúng. Bị bao vây bốn phía, bà con hết sức hoảng sợ. Một số chạy lên núi tượng nấp vào các hang đá. Số còn lại rất đông, đa phần là phụ nữ và trẻ em kéo nhau vào chùa lánh nạn, vì họ cứ ngỡ rằng chúng sẽ không giết người trước Đức Phật từ bi. Nhưng tất cả không phải như những gì người dân suy nghĩ. Ngay trong ngày 17 tháng 4, loạt pháo đầu tiên, chúng bắn trúng hậu lưu chùa Tam Bửu. 40 người chết không toàn thây, 47 người bị...
Sơn, sinh năm 1967. Mền chống cơm. Đây là dao nè. Chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại trong video mới ngày hôm nay của em. Thì trong video mới ngày hôm nay em sẽ cập nhật tình hình diễn ra đại lễ lần thứ 134 năm của Đức Bổn Sư Ngô Lợi, ngày mà Đức Bổn Sư viên tịch quý cô chú anh chị. Thì đây là ngôi chùa Tam Bửu nè, cũng được che rạp và đại ăn nữa quý cô chú anh chị. Hầu như là các chùa mà Đức Bổn Sư cùng với các chư môn đệ tử tới đây khai quang đều tổ chức lễ vía của ngài. Còn đây là chợ Ba Chúc với cô chú anh chị. Thì nguyên dọc cái tuyến đường này là rất là nhiều gian hàng, và một chút nữa đây sẽ tới các gian hàng mà cặp cây dầu quý cô chú anh chị. Phía trước đó là cây dầu, đó là trên 300 mấy chục năm tuổi rồi quý cô chú anh chị. Thì ở cây dầu này cũng có sự tích. Thì em không phải người địa phương ở đây, em cũng hiểu sơ sơ, em nói sơ sơ cho quý cô chú anh chị biết thôi. Thì cây dầu này lúc trước thì tương truyền rằng những ai mà đốn cây dầu này sẽ học máu chết ngay tại chỗ này luôn quý cô chú anh chị, rất là linh thiêng đó. Thì các gian hàng đều được bày bán hết trơn rồi nè quý cô chú anh chị. Thì hiện tại thì các anh em lực lượng chức năng đã vô cuộc rồi, giờ vô chốt chặn này, có giữ xe nữa nè. Đây là cây dầu 300 mấy chục năm tuổi nè, cung đường rất là ác luôn quý cô chú anh chị. Còn đây là cũng chùa nè, chùa Thanh Lương Tự. Rồi phía trước chỗ dòng xuyến này có cục đá rất là linh thiêng. Hiện tại thì các anh đang xuống để đài tiếp đại quý cô chú anh chị nè. Đây là cục đá dòng xuyến nè. Còn dọc tuyến đường lên chùa thì khu vực này không còn như trước nữa quý cô chú anh chị, đã đông nghẹt rồi, không còn hiện trạng như ban đầu nữa, mà bây giờ đã đông nghẹt rồi. Thì hôm nay là 10 tháng 10 luôn, năm Giáp Thìn. Các cô chú anh chị trở về đây và các đoàn từ thiện trở về đây để viếng lễ Đức Bổn Sư quý cô chú anh chị. Đó, dọc tuyến đường này quý cô chú anh chị thấy không, rất là đông. Và hôm qua có chuyện có biến tại ngôi chợ Cái Me này quý cô chú anh chị. Rồi qua có biến. Dạ thì bây giờ em xin mời quý cô chú anh chị và bạn cùng đồng hành cùng em vào bên trong chùa Tam Bửu để tham quan chi tiết các cô chú anh chị đã ăn trong ngày hôm nay. Xin mời quý cô chú anh chị. Dạ thì em đã vào được bên trong không gian của
chùa Tam Bửu với cô chú anh chị. Thì trong video ngày hôm qua em có chia sẻ cho quý cô chú anh chị và bạn về tiểu sử của Đức Bổn Sư khi ngài giác ngộ với cô chú anh chị và quê gốc của ngài thì ở Bó Cày Bến Tre. Ngài tự tổ ngộ, còn đây là các gian hàng được bày bán tại sân chùa, trong sân chùa lễ Đức Bổn Sư. Rất là đông xe trong ngày 10 hôm nay, rất là đông nè quý cô chú chị. Các cô chú tới đây hành hương cũng rất là đông. Thư như thế nào thì em xin mời quý cô chú chị đồng hành cùng em vào bên trong, vào trước chánh điện chùa để xem các cô chú hôm nay viếng lễ như thế nào. Thì các đơn vị phát thuốc cũng đã có rồi nè, cấp phát thuốc miễn phí và đãi nước sâm uống đã có luôn rồi nè. Đó, sáng nay 4 giờ thì đơn vị của chú đã có sẵn rồi, nên đã thấy chị nấu nước sâm. Thì bữa 12, 13 sẽ làm lễ tại trước sân chùa tại nơi đây quý cô chú anh chị. Còn bên trong thì quý cô chú anh chị tới hành hương cũng đông. Còn bên sân lễ viếng Kim Lăng ngày hôm qua Đức Bổn Sư thì các anh các chú đang cắm hoa. Dạ, thì các anh các huynh đệ trong tổ cắm bông đang cắm bông tại viếng Kim Lăng ngày hôm qua Đức Bổn Sư. Rất là đẹp nghe quý cô chú chị. Thì mỗi cái cột như thế này đều có những đóa hoa tươi để dâng lên Đức Bổn Sư trong ngày đại lễ của ngài. Thì đơn vị cắm bông cắm viếng Kim Lăng văn hoa của Đức Bổn Sư tại đây xong rồi sẽ vô trong bên trong chùa Tam Bửu sẽ cắm hoa dâng lên các ngôi thờ của cô chú anh chị. Rồi sau đây em xin mời cô chú anh chị và bạn cùng đồng hành cùng em đi tham quan các chỗ đãi cơm, các chỗ đãi ăn từ thiện và cũng như là xem lại bên trong ngôi chùa Tam Bửu ạ. Thì em đã vô được bên trong khuôn viên chùa này với cô chú anh chị, bên trong chùa. Thì ngôi vị đầu
tiên đó là khi mà mình bước vô trong chánh điện đó thì sẽ là có chư vị, nhà thờ chư vị, và tiếp theo là đại tiên sư. Thì đạo Tứ Ăn Hiếu Nghĩa thì thờ bốn cặp đũa với cô chú chị. Còn đây là ngôi Long Đình của Đức Bổn Sư, khi mà đây là di sản của ngài còn lễ lại nè quý cô chú chị. Trong video ngày hôm qua thì em có quay mà nó hơi giật giật do nắng nóng quý cô chú chị, rồi nó rung lắc, nó giật giật. Đây là ngôi Long Đình của Đức Bổn Sư. Hôm nay các cô chú tới đây rất là đông. Còn ngôi thờ dưới là Hộ Pháp Ba Lại, ngôi thờ trên là Thất Thập Nhị Hiền Bốn Đại. Phía bên trong đó là Hội Đồng Chư Phật và Trung Thiên Giáo Chủ. Em lướt qua trong em lướt qua các ngôi thờ trong chùa nghe quý cô chú chị. Chú ơi, cho con hỏi chú biết cái gì sao mà thờ bốn cặp đũa không ạ? Bốn cặp đũa? Dạ. Bốn cặp đũa là cũng như là tự tin cho con tổ rồi nha. Rồi cái bàn này cũng như là để phẩm vật cho những mình cúng đó. Dạ. Rồi để đũa cũng như là cũng để cho tổ cũng có đũa có đồ để dùng vậy đó. Dạ, tại con thấy ngôi thờ nào cũng có bốn cặp đũa chứ.
đi cái bàn nào cũng mình cũng có cúng cái phẩm vật lên hết trơn á, đại đũa đó cũng như là mình tổ, cũng như là mình nhà mình á, mình trước khi mình cúng ông bà tổ tiên ông bà mình cũng phải đại đũa, ý nó vậy đó. Dạ, rồi cảm, dạ cảm ơn chú. Chân động để mình cúng luôn chuyện này mình khỏi để. Dạ. Lại con nhỏ con lớn con không biết nha. Dạ cảm ơn chú. Không có gì. Dạ. Thì Đức Bổn Sư là trong năm vị giáo chủ khai sáng các đạo tại miền Nam Việt Nam của chúng ta. Hay còn gọi là Ngũ Giáo Truyền Thừa. Thì Đức Phật Thầy Tây An, rồi Đức Bổn Sư, Đức Phật Trùm, Sư Giải Bán Khoai, rồi sau đó tới Đức Thầy, đó là hệ Ngũ Giáo Truyền Thừa. Thì tất cả các tôn giáo, các đạo đều lấy đức hiếu sinh và dạy đạo làm người là trên hết quý cô chú anh chị. Khuyên người làm lành lánh thiện là trên hết. Còn đây là nơi ru giữ các hiện vật kỷ vật hồi xưa quý cô chú anh chị. Đây là bên trong của khuôn viên chùa Tam Bửu với cô chú anh chị. Sau đây em xin mời quý cô chú anh chị các bạn cùng đồng hành cùng em ra bên ngoài để tham quan quang cảnh bên ngoài. Bánh bao dân cúng ta làm bài tự nhiên trong tên tất cả người.
Hôm nay rất nhộn nhịp không khí lễ. Nước gì hả con? Sake. Nước sake. Sake mình có lá dứa luôn hả? Dạ. Thì dọc tới tiếng đường này là đẩy nước nhà quý cô chúng chị. Và sữa. Đây là sữa. Còn đây là chè Nhữ Nhang. Đây là chè Nhữ Nhang. Ngon không bà? Ok rồi. Cái đem bao là có bao đem đổi liền. Mấy ly? Chục ly lấy chuyện chục ly. Để nào rồi sau đây em mời quý cô chú anh chị ra phía sau để tham quan chỗ đẩy cơm và bánh bao. Đây là các nguyên liệu các cô đang làm bánh bao để đãi quý cô chú chị này. Thì mình có bước rồi dép cát vô trong này nó dơ đó kìa. Từ cục cái này vậy là cái toàn bộ này mình làm bột không hay gì? Dạ. Từ cục một bắt đầu các cô cán ra. Cán. Rồi mình cái này là bột khô ha. Dạ. Để cho đừng dính ha. Dạ dạ. Rồi mình cán cho đừng dính rồi sau đó đưa qua bên về kia múc nhân để vô. Rồi ốp lại ra bánh bao kế bên thành phẩm. Đó, vậy đó. Thì các cô đang làm nguyên liệu để làm bánh bao. Rồi đưa vô lò hấp ra bánh bao thành phẩm. Rồi sau đó đãi cho các cô chú anh chị tới đây để viếng lễ của Đức Bổn Sư Ngô Lợi. Ở đâu ạ? À? Ở đâu có Gia Đam hả chị? Vì cho anh trai Gia Đam đi. Chịu Gia Đam đi. Gia Đam. Còn đây là đơn vị đãi cơm quý cô chú anh chị của bà Khoe. Thì hôm nay có đổi món rồi quý cô chú anh chị. Sườn bì. Cái lỗ mình
Tết luôn. Sau đây mình cùng tham quan các cô chị đãi cơm như thế nào nha. Đây là nồi súp nè, nồi súp. Chú ơi cho đây 6 cái dĩa đi. Làm tương tự như đồ mặn nhiêu với cô chú chị. Cái này như cá, cá không? Cá kho chay chứ không phải cá kho mặn nha. Khứa cá lóc. Ớt, vừa vừa. Nước sôi quý vị ơi. Bên đây là bì. Bì dưới sườn. Cho con xin ít lần đầu lượt bỏ bên đây nha. Đây là bì. Cô mình xắt củ sắn làm gì mời các cô? Làm bì hả? Dạ. Để đâu ăn bún hay gì chứ? Làm bì bún là sáng nãy rồi. Dạ. Để sáng đã bún rồi hả? Dạ. Sáng là đã sơ qua rồi. Làm phải không? Rồi con cảm ơn. Chiên hay làm bì? Dạ, rồi cảm ơn các cô. Gì ạ? Tên gì ạ? Đây đó bún tăng. Đây đó bún tăng. Dạ. Ba gọi chiên. Ba gọi chiên phải không chú? Cái này là ba gọi phải không? Dạ. Ba gọi nguyên liệu là bánh mì hay gì à, cô? Chắc đi đâu cũng ba gọi nguyên liệu là bánh mì không cô? Đây là gian hàng ba gọi gồm các nguyên liệu như là bánh mì với sườn non rồi bột sữa gì nè, nhúng vô gì nè quý cô chú gì là cách dính như nãy giờ quý cô chú anh chị đã thấy á.
họ bạc năng không biết. Đây là bột kết dính nè, nghe quý cô chú chị. Gồm có nguyên liệu bột năng, hành, đồ rất là thơm. Dạ, chúng ta cùng đột nhập xuống đây xem các cô chú làm con quả trong ngày hôm nay. Ủa, gồng muối vậy các cô? Dạ. Nước sâm tâm thanh á, cô chú chị. Thì vừa rồi lễ ông Nguyễn và ông Nguyễn Long An cũng có nước sâm tâm thanh. Thì đây là khu vực của trạm cấp phát nước sâm tâm thanh. Đây. Thì trong vòng chiều nay với ngày mai thì trạm cấp nước sâm Tâm Thanh sẽ phát nước cho bà con uống. Quý cô chú anh chị tới đây dự lễ để uống. Rồi bây giờ em mời quý cô chú anh chị vào nhà trưng bày chứng tích tội ác của Pol Pot để tham quan. Yeah!
Đây là khu Ba Chúc hồi sinh, xây dựng và phát triển tới thời điểm này. Còn đây là cô Ngọc Sương, người đã sống sót khi mà bị bom bót bắn và ba phát vào đầu và ngực, quý cô chú anh chị, nhưng mà vẫn sống sót. Chị Nguyễn Thị Ngọc Sương sinh năm 1967, thành trẻ mồ côi lúc mới 11 tuổi sau vụ thảm sát ở Ba Chúc chiều ngày 14 tháng 4 năm 1978. Thì đây là toàn bộ chứng tích tội ác của Pol Pot. Tàn sát toàn tuyến biên giới là 4.158 người. Thì chúng qua đây để đốt phá, cái nào mà lấy về không được thì đốt phá với cô chú chị. Đây là hàng ngàn sọ đầu của người ta nè, hình ảnh. Thì sau cái video này em xin mời quý cô chú anh chị xem, nghe qua tư liệu về vụ thảm sát của Ba Chúc. Đây là chợ Ba Chúc xưa nè quý cô chú anh chị. Còn chợ Ba Chúc mới ngày nay thì hồi sáng em có chia sẻ trong video này đó quý cô chú chị. Đây là dùi, dùi mà bọn bom bót dùng đập đầu nè. Đây này, mền chống cơm. Đây là dao nè. Đó, gửi lê của bom bót. Thì qua cái video này chút nữa em xin mời quý cô chú anh chị đừng có bỏ qua cái video này, hãy xem hết video này, video về tư liệu thảm sát ở Ba Chúc em để phía sau phần cuối video này. Mời quý vị, mời quý cô chú anh chị cùng các bạn cùng nghe. Đây là chứng tích ba can xăng của nó nè. Cành xăng mà dùng để đốt phá nhà nè. Thì trong tư liệu nhà mồ trước là chưa được cải tiến với cô chú anh chị. Bây giờ nhà mồ đã được cải tiến rồi. Và trong khu viên chùa Tam Bửu với cô chú anh chị thì có chùa Phi Lai Tự. Đây là một ngôi chùa còn lưu giữ lại vết máu mà Pol Pot Anseri đã tràn qua bắn phá tàn ác vào Ba Chúc. Thì Ba Chúc xưa kia thì các cô chú anh chị và các bạn với các em mắc 2 năm mấy không có để cải tạo lại Ba Chúc được như ngày hôm nay. Thank you.
Đây là ngôi thờ Ngọc Hoàng Bổn Sư, Thiên Đô Thiên Địa. Rất là nhiều ngôi thờ luôn quý cô chú anh chị. Thần Hoàng Bổn Cảnh. Nếu mà chúng ta đi một mình vô đây thì cũng không dám đâu quý cô chú anh chị. Vô đây hình như là có một cái gì đó nó khác người lắm, rất là khác lắm với cô chú anh chị. Nếu mà có một mình ở trong đây, khi mà mình rất là cảm giác lạnh lạnh sâu, vì nơi đây là từng xảy ra vụ thảm sát tại trong đây. Những vết máu thằng cũng như lon còn lưu giữ lại nơi đây.
Cá là rất là lớn luôn với cô chú chị. Những cảnh tượng hải hùng với cô chú chị. Trẻ em thì nắm giò đập đầu, rất là hải hùng. Children up to from 3 to 15. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Vẫn còn đủ cắm cả cành với cô chú chị. Thì nhà mồ lúc xưa khác, bây giờ nó rất là thay đổi. Vẫn còn đủ cắm, đành vẫn thay đổi có chút bên ngoài thôi. Rồi, sau đây em xin mời quý cô chú anh chị cùng ra bên ngoài để tham quan quang cảnh lễ Đức Bổn Sư lần thứ 134. Qua nhà luôn điểm không? Thì đó, bên đó mới gọi đi đi. Chắc là nó đi luôn à. Đi lại cái chỗ đó.
rất là tâm linh quý cô chú chị. Nãy giờ em quay một clip mà tự nhiên nó ao ra nó mắc chân, không tìm được luôn. Em quay lại, em quay chủ yếu là để chia sẻ cho quý cô chú anh chị biết về những thảm sát năm 1978 1979 quý cô chú anh chị. Thì trong sấm giảng của Đức Huỳnh Gia Chủ có nói: Tằng Ban Hậu Hận Tiêu Diêu Đồng, Nam Quốc Lương Dân Kiến Linh Sa. Thì Tằng Ban Hậu Hận Tiêu Diêu Đồng thì quý cô chú anh chị cũng nghe nhiều, các tín đồ Phật giáo hảo, các cô chú trong giáo viên và như chú điển hình như chú Bảy Thiện đã có chia sẻ, thì quý cô chú anh chị đã biết Tằng Ban Hậu Hận như thế nào rồi. Tằng là ai, hậu hận như thế nào đó, sau này chắc là dữ hơn nữa quý cô chú anh chị. Rồi, video của em đến đây là kết thúc. Xin thân ái chào tạm biệt quý cô chú anh chị và bạn. Xin hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào ạ. Ba Chúc nằm dưới chân dãy Thất Sơn Hùng Vĩ thuộc huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, một vùng quê biên giới trù phú, thanh bình và yên ả, với những rặng thốt nốt tỏa bóng trên những cánh đồng lúa xanh mượt. Nhìn những hình ảnh này, không ai có thể ngờ rằng hơn 30 năm trước, nơi đây đã phải gánh chịu một nỗi tang thương đau đớn đến hải hùng. Bao năm đã trôi qua, nhưng chưa một giây phút nào người dân Ba Chúc nguôi ngoai cái cảm giác kinh hoàng của 11 ngày đêm tang thương năm 1978. Chỉ trong 11 ngày đêm chiếm đóng, 3.157 người dân Ba Chúc đã bị Pol Pot, bọn khát máu áo đen sát hại bằng những hình thức vô cùng man dại. Con nó đạp, con nít người ta mới có 2-3 tuổi đạp nát đầu kìa. Cái nhà đó bị hết trơn nhà. Chúng tôi đốt nhà, giết trăm người ta, đâm chết hết nhiều lắm. Giết chết người ta cháy trong nhà đó nữa. Cháy một nhà 3-4 người, 4-5 người. Bi đá của lòng căm thù đã được những người còn sống dựng lên. Những lớp sọ người chất chồng lên nhau như nỗi đau, chất lên nỗi đau thấu tới trời xanh. Từ đó đến nay, ngày nào cũng vậy, bà Hà Thị Nga cũng đến đây hương khói cho những oan hồn. Cả dòng họ bà hơn 100 người đều bị giết. Trong hàng ngàn bộ hài cốt này, có đến 37 người thân yêu nhất của bà, gồm cha mẹ, chồng con, anh chị em và các cháu ruột. Tất cả đều bị thảm sát trong một ngày. Nước mắt chảy ngược về quá khứ. Chưa có vụ thảm sát nào, chưa có tội ác nào kinh hoàng và rùng rợn như thế. Vào những ngày cuối tháng 4 năm 1977, trong khi toàn dân tộc tưng bừng chuẩn bị kỷ niệm 2 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, thì bọn Pol Pot vô cớ xu quân đánh chiếm 8 tỉnh biên giới của Tổ quốc ta. Những vùng quê bình yên chạy dọc biên giới Tây Nam bỗng chốc chìm ngập trong khăn tang và máu lửa.
xã Ba Chúc An Giang là nơi chúng đánh phá nặng nề nhất, bởi đây chính là vị trí chiến lược quan trọng từ Campuchia xuống đồng bằng miền Tây Nam Bộ. Bị quân và dân địa phương chống trả quyết liệt, bọn Pol Pot tập trung binh lực quyết đánh chiếm vùng đất này với tham vọng làm bàn đạp khống chế toàn vùng Tây Nam Bộ. Cao trào của cuộc tấn công xâm lược bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 năm 1978. Có ngày bọn chúng bắn phá vào xã Ba Chúc trên 2.000 quả pháo. Khi biết tin giặc Pol Pot xâm lấn sang vùng biên giới, người trong làng bắt đầu di tản, một số lên núi, một số chạy sâu vào nội địa. Bà Út Bỉ dắt 7 người con chạy khỏi làng Ba Chúc về Vĩnh Long trước khi Pol Pot tràn vào làng giết hại hơn 20 người trong dòng họ của bà. Vợ chồng tôi chạy rồi mà nó bắn theo quá rồi tôi nói ông này ông nói thôi nó bắn quá rồi thôi ở đó mà không chịu không nổi rồi nó bắn cứ bắn theo chạy là nó bắn đạn nó bắn theo ngăn như mưa vậy đó rồi mình chạy là thác chết chứ cấp đó ai chết mẹ con gì có chết người nào bỏ người nấy ha. Nhưng không phải ai cũng may mắn chạy thoát, dù được chính quyền địa phương và bộ đội giúp đỡ nhưng vì nhiều nguyên nhân rất nhiều thường dân vẫn kẹt lại giữa lòng Ba Chúc. Ngày 17 tháng 4 năm 1978, sau trận mưa pháo Phủ Đầu, hai cánh quân Pol Pot luồn sâu vào Ba Chúc. Một cánh đánh chiếm xã An Lập phía đông Ba Chúc, một cánh đánh chiếm ấp An Bình nhằm khóa đường thoát nạn của dân chúng. Bị bao vây bốn phía, bà con hết sức hoảng sợ. Một số chạy lên núi tượng nấp vào các hang đá. Số còn lại rất đông, đa phần là phụ nữ và trẻ em kéo nhau vào chùa lánh nạn, vì họ cứ ngỡ rằng chúng sẽ không giết người trước Đức Phật từ bi. Nhưng tất cả không phải như những gì người dân suy nghĩ. Ngay trong ngày 17 tháng 4, loạt pháo đầu tiên, chúng bắn trúng hậu lưu chùa Tam Bửu. 40 người chết không toàn thây, 47 người bị thương, máu loang đỏ nền chùa. Tiếng kêu la cất lên thảm thiết. Sáng hôm sau, ngày 18 tháng 4 năm 1978, tức ngày 16 tháng 3 âm lịch, sau khi chọc thủng phòng tuyến của dân quân du kích xã tại núi Tượng, quân Pol Pot tràn vào làng Ba Chúc. Biết dân chúng đang trú ẩn trong chùa, bọn khát máu áo đen đã vào chùa Tam Bửu bắt hơn 800 người, đem ra khỏi chùa, tước hết đồ đạc, rồi phân ra nam theo nam, nữ theo nữ. Nam đưa về hướng cánh đồng cầu sắt Vĩnh Thông, dòng Ông Tướng. Nữ đi về hướng Kinh Năm Xã và các nơi khác để tàn sát. Đây là cánh đồng cầu sắt Vĩnh Thông, ngày 16 tháng 3 âm lịch năm 1978, nơi diễn ra cuộc thảm sát đẫm máu. Lúa đã phủ xanh trên cánh đồng chết năm nào. Hơn 30 năm trước, cũng trong một lần bị Pol Pot dẫn dải qua đây, bà Hà Thị Nga cùng một số người dân trong làng đã tận mắt nhìn thấy những xác người bị Pol Pot tàn sát nằm ngổn ngang chồng chất lên nhau khắp cả cánh đồng. Mà trên phía đằng sau cái dòng đó là gì? Ở đây thì bắt đầu nó bắn từ cá nằm sắp người nằm nghiêng người nằm ngửa áo trắng áo đen đỏ từ lứa chứ nằm tưới đang lăn. Nguyên cái dãy này nè dài ra cái dãy này hồi đó gò dữ lắm, bây giờ người ta hạ thằng nông xuống rồi đó. Chứ lúc đó gò người ta đưa là giết dài ở đây dài thì nhiều nhất là ở ngoài cái địa ngoài đó đó. Ở dưới cái gò dưới chỗ cây xanh xanh đó là dưới cái hồ đó là một hồ nữa đó. Cái chùm xài ở đâu? Đó cái chùm xài đó là gì? Sao mà lần đi đó thấy trên nó kế bên vậy? Giờ nó hạ nó làm chuyện thằng nông hết rồi. Cái chùm xoài nó gắn liền với cái gì bác nhỉ? Cũng gắn liền với cái xã Lạc Quới. Dạ. Nó đưa người ra đó, nó giết người đó hay sao? Ở trên này nó cũng lùa ra đó. Dạ. Bắn vô người ra đó bác? Ở đó chắc cũng có 500-600 mà. Bắn rải rác cánh đồng đó với cái hồ. Cái hồ đó là cái nó sình lên là muốn đầy hồ luôn đó.
trong hơn 800 người ẩn trú trong chùa Tam Bửu bị bọn Đao Phủ dẫn đi tàn sát năm ấy, có hai người may mắn sống sót trở về. Đó chính là bà Nguyễn Ngọc Sương và ông Nguyễn Văn Kỉnh. Tiếc rằng khi thực hiện bộ phim này, dù đã rất cố gắng, chúng tôi vẫn không thể liên lạc được với bà Nguyễn Ngọc Sương. Cô bé 11 tuổi sống sót một cách diệu kỳ trong cuộc thảm sát năm nào, với 3 vết đạn bị bắn vào đầu và ngực. Người dân trong làng kể rằng cả cha mẹ cùng anh em dòng tộc đều bị sát hại. Bà lớn lên trong cảnh côi cút, đói nghèo. Phần vì cuộc sống khó khăn, phần vì muốn thoát khỏi những ám ảnh kinh hoàng của quá khứ, bà đi làm mướn khắp nơi và chỉ trở về ba chút vào dịp lễ Tết hoặc ngày đại lễ cầu an cho những quan hồn. Còn với ông Nguyễn Văn Kỉnh, năm nay đã ngoài 100 tuổi, trí nhớ lúc quên, nhưng nỗi đau đớn hãi hùng năm xưa vẫn giày xé tâm can ông không lúc nào nguôi nghỉ. Ngày đó cả gia đình, bà con của ông gồm 79 người bị kẹt lại trong vòng dây của Khmer Đỏ. Tất cả cùng nhiều người dân trong xã kéo vào chùa Tam Bửu ẩn náu, cứ nghĩ nơi cửa Phật thì bọn diệt chủng sẽ tha. Nào ngờ vợ ông cùng 4 đứa con và 6 đứa cháu cùng toàn thể gia tộc đều bị giết. Trước khi xả súng, chúng bắt lột hết nữ trang tài sản, sau đó lùa từng tớp đem ra bắn chết. Khi loạt đạn đầu vừa nổ, ông ngất xỉu ngã sắp xuống mặt ruộng, những thi thể khác chồng lên người ông. 4 tầng chiều mà giết cho tới 6 giờ tối đầu này nè, mà bị miếng nó bắn, mà nó bắn cái đầu của ông bé bên kia, mà nó không trúng tôi, cho nên tôi còn sống được, tôi nằm sấp, cho nên nó gì lên đó thẳng rồi tôi chùi rồi để nó gặp cái bờ đế, tôi mới kéo cái bụi đế đó, tôi mới kéo lại đặng thẳng tôi trường riết, là bị 2-3 người nằm ở trên cái lưng tôi mà tôi chẳng có biết ai, bởi vì mình thân sống mình còn vợ con thì mình biết thôi, mình biết vậy mà kiếm không được, chết hết rồi, kiếm vợ con kiếm không được, biết nó chết chỗ đó, đặng lát nữa mình ra lấy thay mà nó không được. Đối diện với chùa Tam Bửu là chùa Phi Lai. Chùa được tín đồ đạo Hiếu Nghĩa dựng từ năm 1870. Tội ác này không chỉ lùng sục giết người trong các ngôi chùa, trong 11 ngày đêm chiếm đóng ba chút, ngày nào quân Bon Vớt cũng chia ra từng tớp nhỏ, dẫn chó săn đi từng ngõ ngách, giường tược, hang động trên núi để tàn sát người dân còn sống sót. Máu chảy thành sông, những cảnh giết người hàng loạt rất dã man diễn ra khắp nơi, bằng vô vàn cách giết người chẳng khác nào thời Trung Cổ. Bắn người tập thể, cắt cổ, dùng dao búa xẻng đập đầu, xé trẻ em làm hai, hoặc nắm hai chân đập đầu vào gốc cây, vách tường, bờ đất, hay quẳng lên không rồi giương lưỡi lê đâm loài ruột. Đối với phụ nữ, chúng bắt lột quần áo, hãm hiếp tập thể, xẻo vú, dùng cây tầm dông cọc trăm bầu, cán búa, thọc hoặc nhét đá, đất,
lá cây vào của mình cho đến chết. Những hang đá trên núi Tượng đã trở thành những mộ chôn người tập thể. Ông Nguyễn Văn Lê dẫn chúng tôi lên hang núi, nơi ông tận mắt chứng kiến bọn quỷ khát máu thảm sát, dã man cha mẹ, vợ con, anh em, dòng họ của mình. Em Mạc Thị Lệ là tình thê của anh. Anh là chồng của em đến thắp hương cầu nguyện cho vong hồn em. Là vì cái hang này là cái hang hồi xưa mình đã cho nuôi dấu cách mạng là hang bí mật, cho nên tôi ở đây với gia đình. Gia đình tôi là một vợ, 5 con là 6, người cô là 7, người em là 8. Thì sống trong đó là khoảng 9 ngày liền. Và tới ngày 23 buổi chiều cũng khoảng giờ này nè, nó mới tràn vô, nó mới lục, nó xót, nó kiếm. Thì trong lúc đó thì ở đây nè, ở dưới đó nó lậu lên đó. Một cái bộ phận của nó chừng 4 đứa, 4 thằng quân bên bốt nó lậu lên đây. Thì bên này nó 2 thằng nữa là nổi cái góc này, có thể là tôi thấy. Bởi vì tôi đứng nấp tại góc này, như vậy là nó đứng ngoài này mà nó ghim họng súng vô, mà nó đứng lách bên tôi thấy rõ ràng. Bởi vì mình cái kẻ đá thì mình nhìn thấy, tôi là cái người đứng ngoài miệng hang phòng thủ. Thì nó đưa ria qua ria lại cái AK hết một loạt đó. Thì trong đó là mấy đứa con tôi nó khóc, nó la sùm hết rồi, có đứa cũng bị tạng chết trong đó rồi. Thì nó vừa hết một loạt đạn thì tôi nó quá trời rối trí, tôi không biết sao, tôi nói bây giờ mình ở đây nó cũng chết. Thì vậy là tôi mới tóc nhảy ra, tính là mình ăn thua đủ với nó, tôi tính tử thủ với nó. Thì tôi vừa nhào lại tôi chụp cây AK, thì 2 thằng nó đứng đây một thằng, đứng góc này một thằng, cầm súng nó bắn tôi nữa. Thì nó bắn thì tôi lăn xuống đây nè, lăn xuống đây là tôi lăn qua đồi vô đá đó. Thế nó bắn vào đâu của chú? Nó bắn tưới theo mình, như là nó bắn trên bãi đá này thì nó không trúng, nó chỉ trúng một vài vết nhỏ trầy ở ngoài thôi. Vậy thì tôi lăn xuống đây, lăn xuống đây, lăn xuống đây rồi tôi mới chạy lách qua bên cục đá chỗ đó. Đó. Thì như vậy đó là tôi đã khỏi một cái dòng của nó bắn theo, bắn cũng không trúng. Thì tôi nghe nó la lối ở đây rồi, hơi nó giục 2 trái lựu đạn vô. Thì trong này hết nghe tiếng la lối gì, tôi chạy qua một cục đá phía bên đó, tôi trốn lúc bên đó. Tôi vẫn nghe theo dõi tình hình, thì một hơi đó là cỡ chừng độ khoảng 15 phút, 20 phút sau là nó êm hết rồi, nó bỏ đi. Rồi nó vô nó lục lấy của cải đồ đạc của tôi ra hết. Một số thì chết nằm ở trong bộ dáng phía trong đó, một số thì nó đem ra tới đây, nó bắn giết chết tại đây. Còn nỗi đau đớn nào hơn khi phải bất lực chứng kiến cảnh kẻ thù lần lượt giết hại toàn bộ những người thân yêu của mình. Sau ngày giải phóng, ông xây kính miệng hang, xem đây là mộ tập thể của dòng tộc. Những người ẩn nấp trên núi Tượng kể lại, họ nghe thấy tiếng quân quân bớt đập đầu bà con mình. Tiếng kêu la lúc đầu lớn, càng lúc nhỏ dần rồi mất hẳn. Một người nữa đã ra đi. Tiếng đập đầu từ nơi này vừa dứt thì nơi khác lại vang lên. Cứ thế suốt đêm 18 rạng ngày 19 tháng 4 năm 1978, quân Pol Pot đập đầu bà con Ba Chúc biết bao nhiêu mà kể. Sau một ngày dẫn chúng tôi tìm lại những chứng tích tội ác của bọn diệt chủng, bà Hà Thị Nga, một trong những nạn nhân sống sót sau vụ thảm sát, lại lầm lũi trở về căn nhà nhỏ bé nằm dưới chân núi Tượng. Căn nhà ấm cúng và tràn ngập tiếng cười con trẻ ngày nào bỗng trống trải, lạnh lẽo đến rợn người sau cái chết đầy oan khuất của chồng, 6 người con và các cháu. Cũng kể từ đó, căn nhà nhỏ bé này trở thành nơi thờ cúng, hương khói cho cả một dòng tộc. Họ Hà trước đây là một dòng tộc lớn, vậy mà sau cuộc thảm sát, chỉ còn một mình bà sống sót. Ở tuổi thất thập cổ lai hy, dù hơn 30 năm trôi qua,
nhưng người đàn bà này vẫn không nguôi ngoai cảm giác kinh hoàng khi nhắc lại chuyện cũ. Khi ấy bà đã 39 tuổi và có 6 người con, 4 trai, 2 gái. Chồng bà làm ruộng. Bà nhớ lại như in thảm cảnh hôm đó. Thì nó lùa đi, mấy bà già mà đi không nổi đó, dòng da mà ngủ canh đó, nó gõ trên đầu cái cốp, cốp, thấy tội nghiệp. Không tới lập với rồi, ta thả biểu ngồi gom với mấy xong á. Đàn ông thỉnh trói ké là hết rồi. Rồi nó giết đàn ông trước, rồi đàn bà nó giết sau. Thì nó lùa đi thì nó biểu là đành lùa vô đầu, nó bắn vô là 5 người mà mỗi một là ở ngoài. Nghe 5 tiếng súng rồi đưa vô 5 người nữa vậy đó, bắt tớp ở ngoài giữ mình đó. Rồi đưa vô hết rồi, cái hệ nói với con thôi để mẹ con chết chung chứ đừng có đi theo người ta. Cái nó hết rồi, cái nó lùa mấy nhỏ cho mấy nhỏ vô. Cái nó biểu mấy nhỏ ngồi xếp hàng á. Cái thì dòng cây á, nó quất ngang có cút thì bật ngửa dễ chết rồi. Đâu có còn. Hết rồi cái còn sao nó biểu nằm xuống mở nút áo ra thì nó vừa chùi nằm mở nút áo ra. Thì nó thấy mà mở nút áo ra rồi thì nó đứng dưới chân nó ghim xuống ngay ngực. Rồi tôi nghe một cái chát là nó chạy xuống đây, bên này cũng hỏng, bên này sẽ gần đi chính giữa nè. Chỗ ở đây nè. Rồi cái nó chết rồi nó bỏ đi. Đi cái con nhỏ xíu đập đầu ba lần không chết. Nó mới là tỉnh lại, nó mới kêu má má nó nghe vô nó bắn nhỏ. Bắn nhỏ rồi cái nó bà này còn sống. Mình kia là chết rồi nó không còn sống, nó đập cục đá đây nè. Chiều cùng ngày bà tỉnh lại. Nhưng khi nhìn đống thi thể quanh mình là những đứa con và người thân, một lần nữa bà lại chết liền. Sau đó là hành trình 12 ngày đêm chạy trốn bọn diệt chủng đầy hãi hùng. Giờ cái tôi đi cặp mấy lộ nè. Cái tôi nhớ là sớm mơ tôi đi ngang khúc này có người bộ đội. Cái tôi mới leo lên lộ tôi đi. Là hai vết thương này tối tăm mặt đâu có thấy đường đi, nhắm mắt đi. Cái trên này suốt ba thằng đâu có hay. Cái bên hỏi ai tiếng lớn mở mắt thấy nó rồi cái tôi nhảy xong tôi lặn anh tống thằng mấy chai đồ đạn tức ngực quá tôi lội xong tôi nằm. Hơi nó là ma cái nó bỏ nó đi. Điền thôi cái tôi mới tỉnh lại cái tôi mới gì à. Bởi vì chị lặn xong ma hết máu rồi tới tâm đâu thấy đường đi. Nhắm mắt đi nữa. Đi cái tôi về tới trên này. Nó lên tới nữa tôi chung trong cái hang. Cái hang của tôi nằm luôn mấy ngày đó. Cái nó đi tới luôn rồi nó không có nói gì trên. Cái bữa đó tôi mới giá chị dị độ cho nó xuống tôi đi. Nếu mà nằm đây tôi chết. Thì tôi đi sáng đêm đó nó lạc lại cái hang đó nữa rồi. Rồi tới chừng mà thấy nó lên là tới rồi tôi chung trong cái đám le thì nó lên đốt cái hang tôi nằm mấy ngày. Cái tới chừng mà hai bữa sau cái gặp người ta đi tớp lên trăm mấy tôi đi theo người ta. Đi theo người ta vô trong kinh mới á. Lọt vòng dây miên bắn chết ở trên của mình đứng giữa đồng ở tới sáng bộ đội ra nó thăm nó rước. Cùng với việc diệt chủng, đám quân bạo ác triệt để thực hiện khẩu hiệu đốt sạch, phá sạch. Đi đến đâu, chúng cướp bóc tài sản, vận chuyển về bên kia biên giới. Thứ nào không lấy đi được thì chúng phá hủy, đốt sạch, từ nhà dân đến các công trình công cộng. Sau cuộc thảm sát, không một ngôi nhà nào ở Ba Chúc còn nguyên vẹn. Sau khi đánh đuổi bè lũ diệt chủng về bên kia biên giới, lúc này việc gom xác người chết mới được tiến hành. Hài cốt được gom lại thành từng cụm. Ba Chúc trước thảm họa diệt chủng có trên 15.000 dân, nhưng sau thảm họa thì vắng lạnh, tiêu điều. Vì ám ảnh bởi nạn diệt chủng, nên sau khi sơ tan, lúc bình yên đã trở lại, nhiều người vẫn không dám về. Một năm sau, mảnh đất Ba Chúc vẫn lạnh lẽo. Đất ruộng bỏ hoang không sản xuất được. Nhân dân xã Ba Chúc rơi vào cảnh đói suốt 2 năm liền. Theo tài liệu của Ủy ban Trung ương điều tra tội ác chiến tranh, ngày 30 tháng 7 năm 1978 đã cho biết số liệu về tội ác diệt chủng của giặc Pol Pot gây ra cho nhân dân Ba Chúc. 3.157 người bị sát hại, hơn 200 người chết và bị thương, cụt tay chân do đạp nhầm mìn và lựu đạn của quân Pol Pot gài lại.
có 2.840 căn nhà bị đốt cháy hoặc phá hủy. Toàn bộ cơ sở vật chất, kho tàng, công trình công cộng bị tàn phá 100%. 24 chùa am lớn nhỏ của đạo giáo Nghĩa bị phá hủy và hư hại. 4 điểm trường học và 1 trạm xá bị tàn phá. Trẻ em 2 năm không được đến trường. Và cả những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Thăm khu trưng bày tội ác diệt chủng Pol Pot, tôi vô cùng căm phẫn và xúc động. Tôi không thể ngờ rằng quân Pol Pot lúc ấy còn rất trẻ, đa phần chỉ khoảng 15-16 tuổi thôi, mà lại gây ra cuộc thảm sát đẫm máu và tàn bạo như thế này. Tôi mong rằng từ đây không một quốc gia nào, một dân tộc nào phải gánh chịu nỗi đau đớn như thế này nữa. Hơn 30 năm đã trôi qua kể từ những ngày kinh hoàng ấy. Ba Chúc đã thay đổi nhiều. Sự sống đã hồi sinh trên vùng đất chết. Nhưng giữa lòng Ba Chúc hôm nay vẫn còn đó những nền nhà cũ không người ở, bởi hàng trăm gia đình bị giết sạch, không người sống sót. Nhiều dòng tộc bị xóa sổ hoàn toàn. Trên những mảnh đất nhỏ bé bám rêu này, đến hôm nay vẫn như còn nhớ máu. Của những quan hồn mãi mãi vọng về, ám ảnh trong lòng những người dân Ba Chúc, đặc biệt là trong những người tận mắt chứng kiến cuộc thảm sát năm xưa. Chưa có vụ thảm sát nào